Thưa quý vị, hiện nay số ca mắc tại Đà Nẵng liên tục gia tăng. Chỉ tính trong vòng 3 ngày qua, thành phố đã ghi nhận hơn 800 ca mắc mới. 4 phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã Hòa Sơn, Hòa Liên, huyện Hòa Vang, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và phường Hòa Khánh Bắc của quận Liên Chiểu đã thiết lập vùng cấp độ 4. Công tác phòng dịch tại các khu vực vùng đỏ vì thế cũng được siết chặt hơn. Đây đã là lần thứ 3 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao. Hiện phường đang thiết lập 8 chốt phong tỏa cứng và 1 chốt mềm. Việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong vùng cấp độ 4 cũng được siết chặt hơn. Chỉ một số trường hợp thật sự cấp thiết mới được phép di chuyển vào trong vùng đỏ. Tuy nhiên, phải đảm bảo đủ điều kiện, có giấy xác nhận của cơ quan, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những F0, F1, F2. Để làm như thế nào đó, quản lý trong thời gian sắp đến đây. Và thực sự là cái khu vực này, đoàn này cho nó sạch và trả lại cái môi trường cho nhân dân. Công an phường và Ủy ban nhân phường sẽ đẩy mạnh cái việc xử phạt vi phạm hành chính. Lý do là trong thời gian vừa qua là phường A Hải Bắc đã nhiều lần thực hiện triển khai công tác phòng chống dịch. Hiệu quả của việc tuyên truyền bây giờ đã nâng lên rất là cao, ý thức của người dân ngày chấp hành ngày càng tốt. Nên cái việc xử phạt nó phải được đẩy mạnh lên. Là địa bàn tiếp giáp khu công nghiệp Hòa Khánh nên những ngày qua tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, phần lớn số các ca mắc đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Tính đến ngày 13 tháng 12, toàn xã ghi nhận gần 100 F0 và đang thiết lập 8 điểm phong tỏa. Với đặc thù địa bàn nông thôn, nhiều ngõ ngách nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu. Lớn nhỏ ở địa phương đây, chúng tôi làm tốt cái công tác vận động và tuyên truyền, và có những địa phương thì vấn đề ủy ban dân và công an thì cũng có giải pháp, rồi là cũng phải là xử lý những cái đối tượng mà không chấp hành. Công tác mà kiểm tra xử lý, cái mục đích cao nhất không phải là về xử phạt vi phạm chính, mà là làm sao cho bà con dân thấy được cái trách nhiệm cũng như là cái ý thức về phòng chống dịch, để làm sao để giữ được sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho mọi người trong xã hội. Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẽ có khó khăn nhất định. Mỗi người dân cần thay đổi thói quen, ý thức sống chung an toàn là góp phần đẩy lùi dịch bệnh.